hai bố con hai trường phái à? Một bên phôi một bên đấy à? Đi đi. Hả? Quay đi. Quay chứ. Bác cả của nhà bố Nhạn này. Mình tên gì nhỉ? Tôi à. Tên khó đọc lắm. Tên thì khó thì cũng gọi được hết. Tên gì anh? Bạn ở tận đâu? Em ở Thịnh Thất mà. Thất à? Bên biết bố thì lâu lắm rồi nhưng mà anh nghĩ gặp. Thất nói tiếng không giống. Vâng, Thịnh Thất nhiều người cùng một nhà khi nói giọng khác nhau. Làng nào? Em làng á, gần cái hồ á, khu công nghệ cao á. Khu công nghệ cao à? Không, Tân Xã, Thạch Thất cơ mà. Cái sao này bao nhiêu anh? Cái nào? Bức sao này. Cái này chịu thích. Thế à? Gớm mà. Ô mà mình có Zalo ra clip gì không? Mình có dùng Zalo ra clip gì mạng hẽo gì không? Không. Thế à? Ôi đấy, hỏi ông già, ông bảo không chơi, anh không chơi à? Đấy, khó nhỉ. Không sao, mình quay đây chắc nhiều ông thích đấy, nhưng mà... Chơi. Mình về nhá, về sau nhá. Đấy, về. À, du hay đấy nhỉ? Du là bao tiền anh? 1 triệu. Hả? 1 hay đấy. Mới vào chậu à? Chỗ này vướng quá. Cuối ô tô làm cho phát thôi. À đây còn con này. Bằng này hay bằng này? Ồ, hay đấy. Đấy. Này vào chậu lâu lâu tí thì hay. Để đã, sao có tiền? Sao có tiền? Ai tí luyện tiếp gì? Nhúng rồi. Tí nó làm tiếp à? Xong rồi. Xong rồi à? Đi xem. À mình chỉ có mấy cái chậu trên này thôi đúng không? Dưới là khác đâu. Quá này nó lấy hết khó. Dù này hay đấy. Đấy bạn trực này được đấy. Này hơi đấy. Hơi sẹo này hơi được dù đấy bao tiền này. Hạt rẻ đấy. Căng nhỉ. Căng thế. Cái này hỏng, nó hỏng ra bên kia đấy. Đá hợp lý. Hỏng, bên Phật này. Buồng, tay buồng cái này hơi lâu đấy. Mình mới tập chơi. Anh thấy mày hay đi quay nhỉ? Vâng. Hôm nọ mày quay ở nhà anh Mại đúng không? Hôm nọ mày lên nào thả mãi nhỉ? Cắp nơi không nhớ được. Quay này đi làm à? Đi vui thì quay đây. Không có nó trên nó tháng bay ra ngoài đường mà xong rồi đăng quay. Lên trang à. À đấy chia sẻ anh em cho vui thế đó mà hôm nào từ mai mày qua Hoàng Thám ngày mai bày 200 cây ở ngoài đấy. Ui rồi Hoàng Hoa Thám do nhiều thế từ cái chỗ hôm nọ mày quay ấy, anh bày biết rồi là ngày mai bày 200 cây nhưng mà lần này mày quay mày có cái mặt anh đấy nhá. Rồi ok không mày bảo là chỗ này là linh tinh lắm mày đẩy chứ. Ui tháo cái đoạn này lên không phải sau nó hẳn mẹ lên gặp nhiều hoa đấy để bán đấy được bao nhiêu cô bạn để ý mua sao được. Đây là anh bảo anh bọn anh quần dây kiểu này bảo em về gỡ ra đi rồi chết.
còn tắt hết cả rồi. Giá bao nhiêu nào? Giá sổ bao nhiêu nào? Đó, đang xem. Để đăng này bán cho xem ông nào thích hai cái này. Dạ. Bán không? Bán sao? Ngồi đây. Em của em đấy. Có bán không? Có. Có tiền là bán. Thôi đây của mình, hai ông này là hai anh em anh nào anh? Anh Trung Hùng. À thế à? Ồ, thế mới bảo là... Anh của em ai? Của... Anh Chuột à? Anh cùng xóm. Thường là hai anh em là con ông Nhạn. Ôi giời. Cái dùi là cái dùi cho bán 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi cái dùi. Có cái tay vuông cái dùi. Cái này bao lâu rồi cái cành? Cành này thì lâu thật. Cành này cực kỳ lâu. Là bao lâu rồi cái cành? Dạ. Rất là đơn giản. Đấy. Ơ thế là cây của mình hết à? Đây. Ê, tưởng cây của anh quay cho lên đấy ạ. À? Đúng rồi. Cây cây của anh cây gì đấy? N2T đấy. Có đi mang điện thoại không? Gõ xem nào. Cây của anh lên suốt rồi. Tiền nào thì anh. Em chỉ ra đây thôi, bận công việc lắm, không đi xa được. Dân dã thôi, chở búa dân dã thôi. À, YouTube thì anh vào YouTube ấy. Thế cây anh trên này nhiều ấy chứ. Nhiều vườn. Rồi, bỏ tìm kiếm ấy. N2, số 2. Cách ra E đấy. Đây, đăng ký này đấy. Cái cây này kinh 10 thật giờ mình nghĩ mấy nghìn mấy chục nghìn à, mấy nghìn người ba 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 nghìn hai và thấy cây của anh nhiều rồi tiền đến nhiều. Ở chỗ nào em cũng quay mà. Đó. Quay suốt. Bên này là không phải của mình à? Sơn liễu. Sơn liễu. Ai bim bim của ông? Dũng đây. Vợ bôi thuốc rồi. Tương lai lắm ấy, nhìn cái bẩn này thôi nhá. Rồi anh chọn trong một thời gian không nhìn dung ra đâu. Rất bất.
tiền, tiền nhất trong số này. Bonsai chơi cái phần có những phần như tuyết rơi này, tuyết rơi hơi hôi này. Em thì rất khó bán các bạn. Thứ nhất là nó cồng kềnh, hay là nó rẻ thì không bán được, mà chắc chắn là phải tìm nhiều rồi. Đấy, mà không phải nhà ai có cái khuôn viên để mà chơi được cái hàng này. Thế em đi thì vẫn khi nào vẫn thấy nhưng mà rất là khó bán, gần như không thể bán được mấy. Ra khu vực đằng kia các bạn.